Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành đơn vị địa phương liên quan chủ động thông báo cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông là không có giá trị. Theo đó, các sở ngành địa phương trong tỉnh Khánh Hòa phải đẩy mạnh động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành địa phương có liên quan tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này, kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp cũng như hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân vùng dân tộc thiểu số tại địa phương thời gian qua, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là nhân rộng diện tích cây tầm vông tại địa phương. Qua hơn 4 năm thực hiện mô hình trồng tầm vông, đến nay trên địa bàn huyện Đạ Tẻ đã nhân rộng được 177 hectare, tập trung tại các xã là An Nhơn và Hương Lâm, với gần 150 hộ tham gia và hầu hết là bà con dân tộc thiểu số. Ưu điểm của loại cây trồng này là thích hợp với khu vực địa hình đồi núi, dễ sống, không tốn nhiều chi phí, công chăm sóc. Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, ngoài tiêu thụ tại chỗ thì hiện nay, sản phẩm này đã được các doanh nghiệp tại các tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu đặt hàng để thu mua cho bà con. Huyện Đạ Tẻ với lợi thế về địa hình, tỷ lệ vườn tạp cao thích hợp với cây tầm vông, nếu phát triển mạnh được cây trồng này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở đất đá vào mùa mưa những năm gần đây đã trở thành nỗi lo đối với người dân sinh sống ở những xã miền núi của tỉnh Ninh Thuận. Tại xã vùng cao Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, nhiều năm nay người dân sống trong cảnh phập phồng lo sợ vì hiện tượng đá lăn vào mùa mưa. Trước thực trạng này, mới đây tỉnh Ninh Thuận đã ban hành chủ trương sẽ di dời dân ra khỏi vùng đá lăn ở ba thôn Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới và Cầu Đá ở Phước Kháng. Trước thực trạng đá lăn năm 2008, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai giải pháp trước mắt, đào hào, đắp lũy và trồng rừng phòng hộ để chống sạt lở, ngăn đá lăn xuống khu dân cư. Mới đây, tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành chủ trương đầu tư 93 tỷ đồng để triển khai công tác đền bù hỗ trợ và tái định cư đối với 159 hộ vùng ảnh hưởng bởi đá lăn ở ba thôn Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới và Cầu Đá xã Phước Kháng. Trong đó, đối tượng hộ nghèo sẽ được cấp một căn nhà với diện tích 40m², đảm bảo tiêu chí 3 cứng cùng chi phí hỗ trợ di dời và đền bù đất, tài sản trên đất khi thu hồi đất theo quy định của nhà nước. Các đối tượng khác được hỗ trợ bằng 50% đối tượng hộ nghèo. Theo kế hoạch phân kỳ đầu tư, dự án di dời dân vùng đá lăn xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Huyện Thuận Bắc đặt mục tiêu sẽ hoàn thành dự án vào năm 2023 để kịp thời di dời, giúp người dân vùng ảnh hưởng đá lăn xã Phước Kháng sớm ổn định cuộc sống. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chứng minh Trịnh Sướng sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả. Trước đó, ngày 20 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ thêm các mâu thuẫn, đặc biệt trong khối lượng xăng giả và số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng và các bị cáo khác. Ở bản cáo trạng cũ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho rằng Trịnh Sướng và các đồng phạm đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại. Còn bản kết luận mới này, Viện Kiểm sát cáo buộc Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất hơn 192 triệu lít. Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Trịnh Sướng không đủ điều kiện pha chế sản xuất xăng dầu, nhưng đã mua dung môi hóa chất tăng rôn để pha trộn với hỗn hợp màu azo và xăng nền, tạo thành xăng giả. Pha trộn dung môi với dầu DO, tạo thành dầu DO giả để bán ra thị trường nhằm hưởng lợi. Từ đó, cơ quan điều tra xác định
khối lượng xăng giả mà Trịnh Sướng đã tổ chức pha chế sản xuất và phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 192 triệu lít, tương đương giá trị xăng thật là hơn 3.570 tỷ đồng. Khối lượng dầu DO giả mà Trịnh Sướng phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 15 triệu lít, tương đương giá trị dầu DO thật là hơn 264 tỷ đồng. Theo điều tra, mỗi lít xăng giả sau khi pha chế bán ra thị trường, Trịnh Sướng hưởng lợi 8.000 đồng. Mỗi lít dầu giả sau khi pha chế bán ra thị trường hưởng lợi 300 đồng. Qua đó, cơ quan điều tra xác định ông này thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng. Tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công an thành phố Đông Hà đã phá thành công chuyên án 418M, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1973, trú tại khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 20.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Cùng lúc này, công an huyện Cam Lộ cũng phá thành công chuyên án 151R, bắt quả tang đối tượng Trần Rắc, sinh năm 1983, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn là 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số đồ vật tài liệu liên quan ngay tại nhà riêng. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, khi nhu cầu sử dụng cát để phục vụ xây dựng của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cao, bất chấp nguy hiểm, các xe ben chuyên dụng đã được các chủ xe lái xe cơi nới thành thùng, sau đó lén lút chở cát lưu thông mạnh trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, để xử lý những xe chở cát quá khổ quá tải này lại không hề dễ dàng đối với lực lượng chức năng, bởi trong quá trình vận chuyển, các lái xe thường xuyên bố trí chim mồi theo dõi và sẽ thông báo cho nhau ngừng lưu thông, trốn vào các đường nhánh khi có một xe bị cân tải trọng. Phóng sự phản ánh trên quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Những ngày này, nắng nóng diễn ra gay gắt tại các địa phương phía đông nam tỉnh Gia Lai. Lợi dụng thời điểm giữa trưa, các xe ben chở đầy cát bắt đầu hoạt động mạnh trên quốc lộ 25. Để có thể xử lý được các xe quá khổ quá tải như thế này, lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành hóa trang, mật phục để theo dõi, sau đó bố trí nhiều điểm để chốt chặn. Qua cân tải trọng, xe ít thì chở vượt gần 20%, xe nhiều thì lên tới hơn 70% so với tải trọng thiết kế xe. Do đợt vừa rồi nó dịch giá nó nhiều quá, bây giờ mình chở lại bù lại cái đợt mà nghỉ dịch nhiều quá. Vì lợi nhuận, các lái xe đã bất chấp nguy hiểm để thực hiện hành vi vi phạm. Khi bị phát hiện thì trốn tránh, thậm chí sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng. Xe tải chở cát này đang lưu thông trên quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn huyện Phú Thiện. Khi phát hiện lực lượng chốt chặn cân tải trọng, bất chấp trên tuyến đang có lưu lượng xe lưu thông khá lớn, lái xe vẫn cố tình điều khiển phương tiện lùi cả 100m cắt ngang qua đường. Sau đó đóng cửa xe bỏ đi nơi khác, rồi điện thoại nhờ giúp đỡ. Những hành vi vi phạm thế này diễn ra phổ biến khi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt thực hiện chuyên đề xử lý xe chở quá khổ quá tải. Tăng cường công tác phối hợp giữa công an phòng cảnh sát giao thông với công an các huyện để kịp thời phát hiện những cái phương tiện lưu thông trên tuyến là chở hàng quá khổ quá tải, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm, chúng tôi sẽ dùng các cái biện pháp nghiệp vụ hóa trang mật phục kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang huy động tối đa lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý xe quá khổ quá tải. Qua gần 5 tháng đầu năm 2021, lực lượng đã phát hiện xử phạt 132 trường hợp xe chở quá khổ quá tải với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, tước 23 giấy phép lái xe, trong đó có 118 xe tư nhân, 14 xe của doanh nghiệp.